Sau khi chuẩn bị bộ khuôn này, bộ khuôn thụt, khuôn của mày có thụt xong này. Ta đo, đo cái chiều dài, chiều rộng của hộp này. Chiều rộng này 375 này. Chiều dài này 515 này. Nhập thông số của máy này. Đầu tiên là reset máy trước. Reset này. Vào chỉnh khuôn. Nhập kích thước 515 này. Từ rộng 375 này. Dài 515, rộng 375 là Illusion. Tầm đế này chứ, đây tầm đế. Nó
cột nó bằng cái tấm tấm đế ở dưới này. Có thể là di chuyển như này. Cân ở dưới ok. Bắt đầu là đến điều chỉnh tay giấy này. Vị trí cao nhất này. Khoan được tay giấy là 3 phân này. Đến khi gặp khoan này, điều chỉnh này. Điều chỉnh ở trên này, điều chỉnh ra. Lên cao, lưu vào đây. Ok. Hút hơi này. Hút hơi để hút hồn này. Heo di chuyển xuống à. Vị trí bước đệm này, vị trí bước đệm này. Qua độ nhập vào đây. Tiếp theo di chuyển tiếp. Xung quanh này. Xung quanh này. Điều chỉnh, điều chỉnh. Điều chỉnh ở trong này. Góc lên. Tăng giảm. Xuống đây. Ok. Tầng dưới thế, tầng phía dưới cùng tăng giảm hết lên này. Điều chỉnh. Cuốn lên này. Cho dao vào này. Dao vào, chưa được, ok, chưa được.
giữ tay này, để chuyển xuôi cho tôi. Lưu lại vị trí vị trí 2.2 độ xung quanh. Rồi, chuyển xuống. Cho dao trái phải kiểm tra. Reset. Reset xong cũng chạy thử. Điều chỉnh tốc độ, điều chỉnh tốc độ thì ba mục ô này điều chỉnh tốc độ chạy thử. Cái này